Hello anh em, chào mừng anh em lại trở lại kênh của mình. Đây là anh em đang tận cảnh vào chiếc chụp tắc kê của chiếc Kongo 3 đời 20 mấy em nhỉ? 26 các bạn nhá, rất nhiều đồ chơi luôn, thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không, đang vào chụp tắc kê các bạn nhá. Vào chụp tắc kê giác 41 các bạn nhá. Thế là lấy xe muốn to kia rồi em, để con đi đôi ba chân to rồi à? Vâng, con này cho thợ lái chứ đúng không? Con này em để ở con này là cho thợ lái đúng không? Anh đi con đấy là con này để ở nhà đi chuyển. Đó các bạn nha. Đấy, chúng ta kia ra 41. Đó các bạn thấy không? Đấy, anh em chơi bông bông ba rất là sói rồi. Thành ra là những cái này thì quá đơn giản các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không? Trong xe rất là nhiều đồ chơi, tí mình sẽ review cho các bạn xem qua nhá. Loa check của đồng em trai nhỉ? Vâng. Rồi, loa check này. Loa check bên lái này, bên lái này. Bên lái, bên phụ đem ơi. Loa check. Dạ. Vâng. Chuẩn luôn. Hello, con này luôn à? Con này con ở nhà. Đó, các bạn nhá. Đây là hai anh em đang khám phá tận cảnh chiếc xe Bongo 3 nhập khẩu đời 2016 các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này ngày trước em mình lấy thì mình đã có một cái video cách đây tầm khoảng 2 năm trước rồi. Đó các bạn ạ, Bongo 3 thì nó chờ sẵn dây rồi các bạn này. Đấy, Bongo 3 nó chờ sẵn dây nha các bạn nhá, phập và phát là được luôn. Đấy các bạn thấy không, phập và phát là được luôn. Đó, bên lái cũng chuẩn lái luôn. Nhầm ấy bạn, nhầm. Con này phụ. Con này trên bàn mới là lái. Ok, con ở trên bàn, con trên bàn mới là lái đây. Bongo 3 xịn thì nó sẽ có đô la check các bạn nhá. Đấy, con xe Việt Nam K50 nó sẽ cắt bớt toàn bộ cái này đi. Đấy các bạn này, Bongo 3 nhập khẩu nó sẽ có cái tay mở cửa này. Nó sẽ có cái tay mở cửa này. Đây, hôm nay mình sẽ liệt kê ra những cái thứ mà Bongo 3 nó có mà trên K50 không có. Rất nhiều chi tiết anh em cần có, nhưng mà trường hợp là cắt bớt rồi. Nhất là đô la check các bạn nhá. Thứ hai là tay mở cửa mạc chrome là cắt này các bạn này. Thứ ba là cái đèn, à, đời này không có, đời nào cũng sẽ có đèn cơ. Đấy, và con này chưa có chân gôn các bạn nhá, con này chưa có chân gôn. Nhưng mà đời xe kia nó có chân gôn rồi, thì con này nó rất là giống lá giống K250. Đây các bạn này, dây điện nó có rời lắp sẵn này. Đó các bạn thấy không, Bongo 3 thì nó chờ sẵn dây rồi, nên vẫn rất là xong rồi các bạn này. Đấy các bạn thấy không, rất đơn giản luôn. Và một chi tiết nữa là Bongo 3 có mà K250 không có. Đây, phím tích hợp vô lăng, rất là hay luôn các bạn nhá. Đời mới vô lăng của nó sẽ khác hoàn toàn với đời cũ các bạn này. Đấy, thì nó sẽ khác hoàn toàn các bạn thấy không? Đấy. Các bạn thấy không? Ok chưa các bạn? Rồi là đây, chế độ chỉnh hụp gương này, chế độ sấy gương này, sấy tay lái này, ra vào mặt gương này. Rồi là sấy ghế luôn này, đó. Bongo 3 nhập khẩu có, Việt Nam không có. Đấy, rồi là một số những cái rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chiếc xe của con này nó còn có cái cảm biến gọi là tự động nó có cái tự động mà ngày xưa tự động hèn pha các bạn nhé, cảm biến tự động hèn pha, cảm biến tự động gạt mưa, đó là có cái cảm biến tự động rất hay luôn. Ngày xưa thì em giới thiệu cho mình đây các bạn này, nó có cái cảm biến này, nó có cái cảm biến đây các bạn này, đây cái cảm biến này, đó đây chỉnh hụp gương đây, nó còn rất nhiều những thứ đây, nhưng mà một số những cái thứ quan trọng nhất đây là các bạn này, nó còn có chế độ chống trơn trượt hay sao các bạn này, đúng các bạn, chế độ chống trơn trượt này. Đấy, chống trơn trượt các bạn nhá, rất là hay luôn. Đấy, rất là nhiều thứ của chiếc xe K250 của Việt Nam cắt bớt mà chiếc xe này có, Việt Nam không có.